Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Galilê, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Họ lại hỏi: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-xê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ." Kính thưa anh chị em, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đọc là bài tin mừng của Chủ nhật thứ 18 mùa thường niên 5B, trích trong tin mừng theo Thánh Gioan chương 6 câu 24 cho đến câu 35. Trong bài suy niệm này, tôi muốn mời anh chị em dừng lại ở hai suy niệm. Điểm thứ nhất, Đức Giêsu nói với người Do Thái: "Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh." Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ra công làm việc, hãy nỗ lực và hoạt động trong cuộc đời, không chỉ vì lương thực mau hư nát, tức là không chỉ vì những thực tại trần gian, không chỉ vì những thực tại thế tạo, cho dù đó là những thực tại tốt lành và quý giá, cho dù đó là những ân huệ Thiên Chúa ban, nhưng người mời gọi chúng ta hãy đầu tư cuộc đời của mình, hãy hoạt động, hãy cư xử, hãy làm mọi việc còn để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh. Khi chúng ta chỉ dừng lại ở những thực tại trần gian, chỉ nỗ lực tìm kiếm những thực tại trần gian, thì lúc đó là chúng ta không chỉ đi ngược lại chương trình của Thiên Chúa, hay là chưa thực hiện chương trình của Thiên Chúa, mà hơn nữa chúng ta còn đang phản bội chính cái phẩm giá cao quý của con người. Một trong những cái đặc điểm làm nên giá trị nổi bật của con người, linh ư vạn vật, đó là con người tự bản chất của mình là mở ra với siêu việt, mở ra với Thiên Chúa, mở ra với một cái gì đấy là trường sinh, là vĩnh cửu, là hằng sống. Con người là hữu hạn, chúng ta kinh nghiệm ở nơi mình sự hữu hạn, nhưng mà đồng thời ta lại cũng kinh nghiệm ở nơi cái con người hữu hạn của mình một khát vọng về vô biên, một khát vọng về vĩnh cửu, một khát vọng về cái gì đấy thường tồn. Ở nơi cái bản thân chúng ta, Chúa đã đặt để trong thân phận của chúng ta một khát vọng về sự vĩnh cửu như vậy. Và nói như Thánh Augustino, lệ Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con là cho Chúa, cho nên linh hồn của con người của con, nó thổn thức, nó không thể ngơi được cho đến khi đạt đến cái vĩnh cửu trong Chúa. Thế cho nên khi chúng ta chỉ làm việc, chỉ hoạt động vì cái mà Chúa Giêsu gọi là lương thực mau hư nát, tức là vì những thực tại thế tạm này, thì
thì lúc bấy giờ là chúng ta đang phản bội chính cái căn tính của mình, chính cái phẩm giá cao quý của con người mình. Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không chỉ làm việc vì những thực tại thế tạm, hơn nữa còn phải làm việc đầu tư đời mình cho lương thực thường tồn, cho sự sống vĩnh cửu. Thế ở trong tuần này được lời Chúa mời gọi như vậy, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta có cái ý thức đó, để từng việc, từng ngày mà chúng ta sống, chúng ta làm trong tuần này, thì chúng ta không chỉ làm, không chỉ sống vì những cái thực tại thế tạm đời này, nhưng mà chúng ta hãy để cho những thực tại vĩnh cửu được cưu mang, được vun trồng và được hướng tới ngay trong cái hoạt động bình thường hàng ngày của chúng ta. Các ông hãy ra công làm việc không phải chỉ vì lương thực mau hư nát, nhưng còn để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Chúng ta sẽ vẫn sống trong tuần này với những lo toan, những vất vả. Chúng ta vẫn sống trong tuần này với những công việc nhỏ bé cụ thể của mình. Chúng ta vẫn sống trong tuần này với những dự án, những dự định nhỏ bé của mình. Những dự án, những dự định có khi là chuyện thế tạm. Nhưng mà chúng ta không để cho những dự án, những dự định hay những hoạt động thế tạm đó nó nhốt chúng ta lại. Chúng ta được mời gọi mở ra với siêu việt. Chúng ta được mời gọi để cho cái vĩnh cửu đi vào trong từng cái chi tiết nhỏ của đời sống chúng ta. Điểm thứ hai mà tôi muốn mời anh chị em suy tư trong ngày Chủ nhật hôm nay, đó là chính lời của Chúa Giêsu, người khẳng định lương thực thường tồn là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Tức là chính Chúa Giêsu, con người viết hoa, chính Chúa Giêsu là đấng ban cho chúng ta lương thực thường tồn đó. Rồi ở phía cuối Chúa Giêsu còn nói chính tôi là bánh bởi trời, bánh hàng sống, bánh đích thực. Như vậy trong bài tin mừng này, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết người là đấng ban cho chúng ta lương thực thường tồn, và chính bản thân người là lương thực thường tồn cho chúng ta. Thì chúng ta nói là chúng ta không để cho những thực tại trần gian, những lương thực mau hư nát, những cái thực tại thế tạm này nhốt chúng ta lại, nhưng chúng ta mở ra cho siêu việt, mở ra cho thực tại thường tồn. Tức là gì? Tức là chúng ta mở ra cho chính Chúa Giêsu để kết nối đời mình vào với Chúa Giêsu là đấng ban cho chúng ta lương thực thường tồn, và là đấng là chính lương thực thường tồn. Ngài hiến ban chính mạng sống của Ngài tính là lương thực thường tồn cho chúng ta trên bàn thờ thập giá. Nên bây giờ mỗi người, mỗi khi chúng ta gắn kết đời mình, kết nối đời mình vào với Chúa Giêsu, thì lúc bấy giờ là chúng ta đang để cho lương thực thường tồn, chúng ta đang để cho bánh bởi trời, chúng ta đang để cho thực tại vĩnh cửu là sự sống vĩnh cửu, là sự sống trường sinh đấy, được ùa vào trong cuộc đời bé nhỏ của chúng ta. Trong tuần này, như tôi vừa nói với anh chị em hồi nãy, chúng ta vẫn làm những công việc bình thường, nhưng trong sự kết hiệp, sự gắn bó, sự kết nối đời mình vào với Chúa Giêsu, thì khi ấy công việc bình thường bé nhỏ, những dự án, những dự định bình thường bé nhỏ trong cuộc đời của chúng ta bỗng nhiên được mang cái chiều kích vĩnh cửu, bởi nó được kết nối vào với đấng ban cho chúng ta lương thực thường tồn, cũng là chính là đấng là lương thực thường tồn, là bánh trường sinh cho chúng ta. Vậy chúng ta được mời gọi trong tuần lễ này sẽ thực hiện đời sống của mình, cho dù là bé nhỏ, cho dù là tầm thường, nhưng trong sự gắn bó, kết hiệp với Chúa Giêsu. Và khi ấy là chúng ta trở nên con người trọn vẹn theo ý của Thiên Chúa, con người mở ra với siêu việt. Và khi ấy chúng ta đang để cho thực tại siêu việt, thực tại thường tồn đi vào trong từng chi tiết nhỏ của đời sống chúng ta. Xin kính chúc anh chị em một tuần mới được gắn bó với Chúa Giêsu, và được làm cho mỗi công việc và mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi nhận định, mỗi hành động của chúng ta trong ngày sống nó trở thành suy nghĩ, lời nói, nhận định, công việc dành cho lương thực thường tồn như thánh ý Thiên Chúa muốn. Xin cảm ơn anh chị em.